chào các bạn. Hôm nay công ty mỹ phẩm Jordi Phương Anh có tổ chức một buổi hội nghị để chào đón các thành viên mới và đào tạo triển khai công nghệ mới cho nhân viên. Các bạn muốn kinh doanh và muốn cho mình một cơ hội làm chủ một spa thì hãy lắng nghe hết video này nhé. Đầu tiên, những bạn chưa biết về ngành nghề thì bên mình sẽ hỗ trợ và đào tạo cho các bạn một cái nghề làm đẹp. Từ chăm sóc da cơ bản đến nâng cao và những kiến thức và quy trình điều trị tất cả các bệnh lý ngoài da. Ngoài ra, các bạn còn học những loại hoạt chất của tất cả sản phẩm, đặc biệt là dòng sản phẩm Jordi Phương Anh và những quy trình từ sản phẩm. Ngoài học hoạt chất ra, các bạn còn được sở hữu và học thêm những kiến thức về chăm sóc khách hàng và những cách tư vấn khách hàng, chốt sale khách hàng qua online, offline. Thì đối với khách hàng qua online thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn cách nhìn nhận bệnh lý da khách hàng thông qua online. Ngoài ra còn hỗ trợ các bạn cách để xử lý tất cả các vấn đề trên nền da của khách hàng gặp phải. Và các bạn còn thụ hưởng những chính sách của công ty mỹ phẩm Jordi Phương Anh khi các bạn tham gia sản phẩm Jordi Phương Anh. Nếu bạn nào quan tâm thì hãy đón xem video tiếp theo nhé. Và bây giờ xin mời cả nhà mình cùng vào bên trong hội trường. Là mình bên mình sảnh nào á? Ai biết? Xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn nha. Sau team Huỳnh Nga là team của Bot Đoàn Xuân.